you do yesterday, Quân? Nào, one more time. Nói ngay không ngập ngừng nha. Cố gắng nói một lần thôi nè. I did my homework. I did my homework. I did my homework. I did my homework. I went to the park. I went to the park. I went to the park. Park là công viên đúng không? I go thì không được. Quá khứ mà yesterday nó phải chữ go, nó đổi thành chữ went, được chưa? Và nói lại một lần nữa nào, nói chỉ những từ đó, nó chỉ có vài từ thôi, không được ngập ngừng nào. I went to the park. 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 With my mother. With my mother. I went to the park with my mother. I went to the park with my mother. Yeah, mother. 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 Không là mother, đó đọc mother đọc sai. Âm á ở là mother. Mother. Ok, nói nhanh mà lưu loát không ngập ngừng nha. One more time. I went to the park with my mother. I went to the park with my mother. Ok.